Thời tiết hôm nay nghe có vẻ hơi bị oi bức đấy các bạn ạ. Mình chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Vậy là đã vệ sinh xong cho cái bể được sạch sẽ ngay. Những chú cá lại bắt đầu lên màu ngay. Thì lâu lắm rồi mình mới bắt đầu thay nước sạch sẽ như này các bạn. Biết là thay nước như này thì sẽ là không đúng kỹ thuật đâu. Thế nhưng mà nó cũng bẩn quá rồi. Nhưng mà được cái là nhìn đàn cá nó bơi lội này cũng cảm thấy là vui mắt đấy. Ây chà. Nhưng mà được cái là nó cũng chẳng lớn gì cả các bạn ạ. Mình cũng cho ăn đều ghê ấy. Thế nhưng mà cái bể này thì là nó thuộc diện bể cảnh thôi, chả lớn gì đâu. Cho nên là cái hy vọng là lớn thì nó hơi khó. Nếu như nó được thả ra ngoài cái ao to cơ thì nó còn có cơ hội lớn. Đây thì chắc chỉ nhỉnh lên một tí thôi. Suốt từ coi như là 23 tháng chạp của năm ngoái đấy các bạn. Thì đến bây giờ thì hiện tại là 4-5 tháng rồi. Vẫn bằng từ này thì nghèo rồi. Nuôi cá kiểu này thì đói vỡ mồm rồi. Còn bên này thì vợ mình đang vệ sinh cái chuồng vịt uyên ương. Chịu khó ghê nha. Mùa hè này chăm sóc con vật thì các bạn nước lôi là lúc nào phải sạch sẽ. Nhiều lần thì mình cũng chia sẻ với các bạn rồi. Đó là mình còn phải sử dụng những cái phương pháp đó là dùng thuốc pha vào để cho uống cơ. Đặc biệt là những cái chú vịt của mình này. Nó có một cái bệnh. Cái bệnh của vịt thường hay xảy ra đó là bệnh tả các bạn ạ. Bệnh tả của vịt ấy hay còn gọi cách khác là dịch tả, chính xác là như vậy đấy. Thay xong nước cho cái bể này xong xuôi đâu đấy thì mình hôm nay cũng sẽ tiến hành, đó chính là tiêm phòng cho ba cái con vịt uyên ương này của mình. Vì là hết mùa sinh sản rồi thì hôm nay là tiêm phòng cho cả bố cả mẹ luôn, một thể luôn các bạn, cho là yên tâm. Mùa hè này là như thế là quá yên tâm. Mỗi một mũi này của nó cũng được 6 tháng đến 1 năm đấy. Đây chính là vaccine dành cho vịt đấy các bạn. Tại sao vaccine lại cứ phải cho vào đá các bạn nhỉ? Đi khi mua là người ta thường hay cho vào đá luôn. Vâu, đi ra. Hiệp ơi, ra bố nhờ chút việc đây. Hôm nay con có tắm không? Con có tắm á. Nhưng mà con tắm thì con phải hộ bố cái việc này. Đây, bố chuẩn bị sẵn cho con này. Con nhặt hết những con châu chấu này, cho vào trong cái giỏ đâu nhỉ? Bố chuẩn bị sẵn cho cái giỏ. Đây, cái giỏ đây. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Con nhặt lấy 5-6 con nhỏ nhỏ này này, con cho vào trong cái giỏ này cho bố, để sau bố cho con chim khuyên nó ăn, thấy chưa? Đấy, xong việc thì mới bố mới cho đi tắm được. Có biết cách nào không? Cứ dốc dốc nó ra. Ngửi cái gì đưa lên mũi ngửi. Đây này các bạn này, vịt là người ta thường sử dụng cái loại dịch tả này này. Đấy. Gà vaccine kiểu khác mà vịt vaccine kiểu khác, nó rất chi là hay luôn. Rồi bây giờ để mình pha chung cái nọ này đổ vào đây. Đấy, sau đó là tiến hành tiêm luôn. Ok, bây giờ thì thằng Bắc Tít đi ra ngoài này. Thằng Bắc Tít đi ra ngoài này để cho vịt uyên ương nó đi tắm. Úi dồi, rơi mất rồi. Đổ mất cám. Bắc Tít ra ngoài này, Bắc Tít có biết làm bơi đâu, đi ra ngoài này đi. Có biết làm bơi đâu mà chả đi ra ngoài đúng không? Trời sinh ra em là chỉ làm cái chân để bới thôi. Còn sinh ra chân thằng vịt uyên ương này là để nó bảo để nó bơi. Yo, ai chả. Ấy ấy ấy, lặng ghê. Ra đây. Đấy, rồi. Chuẩn bị cho cả một cái thau nước luôn. Đấy, tắm rửa ngon này cành đào ngay. Thằng gà này chạy theo làm gì? Có tắm không?
Hả? Có tắm không? Có tắm anh cho tắm một thẻ. Có tắm không? Có tắm không? Thì thôi, nói vậy thôi, không biết đằng tắm đâu. Mộ sinh ra mỗi trên đời mỗi một con nó đều có một cái đặc trưng riêng em ạ. Hiểu chưa? Đi xuống đây để cho vịt tắm nhá. Cứ le ve ở đây nó tắm nó lại tạt ướt cho. Bây giờ đến lượt là mình đi tiêm cho con bố với con mẹ nó nữa các bạn. Ê, không đi theo đâu nhá. Đi xuống dưới vườn này nhiều gặp các anh cả đấy nhá. Toàn đại ca giang hồ thôi, không xuống đây được đâu. Không xuống được đâu. Đi về đi. Gặp anh đà điểu nhảy độc cá thì toạch. Ghê chưa, sạch sẽ tinh tươm chưa. Lại còn tắm mát xong lại thức ăn ngon như này. Ai mà chả sướng đúng không? Đó, ra đây để tiêm. Tiêm xong ấy, khi bắt thì cực kỳ khó luôn các bạn. Đã lâu lắm rồi mới bắt được bố mẹ nó đấy. Bởi vì là cái con này ấy, nó nhát lắm. Nó không như vịt kia. Nhưng mà khi bắt được nó rồi thì nó ngoan, đây là ngoan. Mình vừa tiêm xong, bắt đầu mình đang xoa cho thuốc nó tan ra đấy các bạn. Đây, nhìn mắt trố này, mắt to. Mắt to hơn vịt bình thường của mình nhá. Mà nó có cái khoe này, con của nó bây giờ nó có khoe mắt này này. Cả ba con nó có một cái khoe sọc ở đây này. Còn nếu như mà vịt xiêm hoặc là vịt trời thì là cái khoe mắt của nó kiểu khác cơ. Đấy, đặc điểm là con mỏ của con này ấy, mỏ con này nó nhạt màu hơn cái con trống là màu đỏ luôn. Đợt này mà thay lông thì chẳng ai nhận được ra con trống con mái đâu, mà chỉ có người nuôi mới biết được thôi. Nhận được ra mỗi cái mỏ này thôi này. À được rồi, em thả nó ra đi. Đấy, tiêm xong ba con rồi đấy. Khi bắt thì khó hay là khó, nhưng mà khi bắt được rồi lại cực kỳ ngoan luôn. Chắc chỉ được đó 5 nạng thôi nhỉ? 5 nạng thôi. Lạch ba lạch bạch. Xong xuôi cho những chú vịt rồi, giờ lại đến lượt mấy gọi là dàn chim này các bạn ạ. Được cào cào châu chấu lên này thì có mà hót vỡ mồm luôn nhá. Níu toác mỏ. Này, thêm có mấy cỏ có chuối nữa cho nó toác hẳn mỏ luôn đi nhá. Ok chứ? Nhất trí lần này là cho toác mỏ luôn nhá. Đấy. Siêu đáng yêu, siêu baby. Đây, ra đây cho nó thoáng. Ai chà. Ghê chưa? Đẹp trai chưa? Ấy. Thanh niên chuẩn bị đi tắm nhá. Để bố cho con họa mi này miếng đã. Rồi đi ra ngoài kia tắm. Ôi giời, anh em ơi. Ăn đi, ôi giời, rơi mất rồi. Điều ơi. Điều đi ra, dẹp đường. Thanh niên của bố đâu rồi, khẩn trương lên. Đấy, phải như thế nó mới tình cảm đi lên, hiểu chưa? Lần này bố hy sinh cho cả một cái bể cá để cho tắm đấy. À các bạn ạ, chắc hẳn là sẽ nhiều các bạn bảo là thế tại sao bể cá lại cho tắm. Thì thôi, hôm nay thì mình tiện rửa cái bể ấy, thì mình lại cho con mình tắm một chút xíu ấy, để cho nó mát, bởi vì mùa hè của miền Bắc này cũng nóng lắm. Mình, đấy bố lấy thôi. Đi tắm bể bơi thì ở xa, mãi ở tận trên thị trấn cơ các bạn. Cách nhà tận hơn chục cây cơ. Thôi cho các cháu có thể là tắm. Con đi được bằng đường này nhá. Đi xuống bằng đường này. Không được mang cát xuống. Trước khi đi xuống là phải rửa chân thật sạch đi. Bơi nhẹ xuống thôi, khéo làm cá nó hoảng, nhớ chưa? Bơi nhẹ nhàng thôi, nhớ chưa? Nào, làm lại bố xem nào. Đi xuống nhẹ nhàng thôi. Làm gì? Nhìn cá đẹp không? Thanh niên coi tưởng gì, cứ cởi mỗi cái áo thôi, bảo bố tắt máy đi. Sợ cái gì? Thế con phải xuống, con hớt đi, giờ bố có xuống được đâu. Bố không, bố mà xuống đây ngang một núi giáo cho giặc. Như thế này là hơi bị phản khoa học rồi đấy. Bố cho con tắm như này, bố chiều con nắm rồi đấy. Đấy, vớt cái bẩn lên. Con lạnh không? Thử phùng vẫy đi xem nào. Rồi. Đấy, nắm xuống thế nào. Nhẹ thôi, vẩy tí nước lên người. Vẩy tí nước trước khi xuống lạnh ấy, là phải cho xuống dần dần, hiểu chưa? Đấy, khéo không như... Khéo cá rỉa chim nhá. Nhớ chưa? Ngừng mặt lên đây bố xem nào. Nhớ nhá. Nhớ là không cá rỉa chim đấy. Ghê rồi. Thích không? Năm ngửa bơi ngửa, bơi nhẹ nhẹ thôi, không cá nó sợ. Lần này thì cho ngủ luôn với cá nhá. Được không? Nằm ngửa ra, ngửa mặt lên đây là bố chụp cho bức ảnh làm kỷ niệm thế nào. Nào. Rồi, đẹp trai chưa?
đẹp trai giống hệt bố luôn. Thế thôi, ở đây tắm nhá. Nhẹ nhàng thôi, không cá là sợ. Thực ra thì cá nó không có sợ đâu các bạn, bởi vì là đấy, nó nhìn đây, nó vẫn có khi nó còn bơi theo cả hiệp để nó ăn ghét. Ở đây nhá, để bố về. Xong xuôi công việc cho anh Hiệp tắm, no cho anh Hiệp tắm xong rồi, hôm nay khoe với các bạn cái món này này. Các bạn được ăn chè ngô bao giờ chưa? Đây chính là cái món ngô mà mẹ mình vừa hầm, tức là từ cái ngô khô này các bạn này, từ cái ngô khô này lẩy ra, sau bắt đầu cho vào hầm với vôi, tức là lấy cái vôi ấy, lọc lấy nước trong ra, sau đó cho vào hầm. Đấy, nó thiếu mất đỗ này, nói chung là thiếu nhiều cái vị lắm để được cái món chè ngô. Nhìn các bạn nhìn thấy ngon không? Đấy, mùa hè này mà được cái cốc chè ngô thì thôi rồi. Mình còn nhớ cái thời ngày xưa mình còn ăn chè ngô 500 kem cơ, một cốc cơ. Giờ chắc 2.000 rồi, hoặc 3.000, thậm chí còn 5.000 rồi. Hả? Mấy nghìn? Ôi thế à? Thế đâu? Đây xem nào. Ui chà, cho xin miếng. Dài ơi, đang khát nước. Đấy, còn nếu mà có cả tí ngô nữa mà cho vào đây thì thành ngay chè ngô các bạn ạ. Thành ngay món chè ngô ngay. Ồ, không có đá hả nhá? Cho nhau xin tí đá. Ô, lại còn cả thạch nữa à? Hôm nay son chảnh nhé. Hôm nay nhà có điều kiện à? Nhà giàu thế nhỉ? Cho tăng thêm thạch vào đi. Thôi thế thôi, cho anh xin viên đá. Để anh mời mọi người. Lấy thêm in nước đỗ nha. Lại cả nước đỗ nữa cơ à? Ui, son chảnh thế. Nhà hôm nay có điều kiện thế. Đại gia hương. Đây nước đây là nước đỗ. Mình đỗ đen mấy đỗ ấy. À, thế có đường chưa? Có đường hết rồi. Đầy đủ hết rồi nhỉ? Rồi, cho đá vào nữa thôi á. À, thế này thì cốc này nó phải tầm 40.000 nhỉ? 40.000 hả? 50.000. Bữa đắt thế, 50.000 anh chả ăn đâu. 40.000 thôi. 40.000 tiền luôn. Ây da. Đúng là đang giữa ngày hè mà được cái bát chè này mà ăn thì còn gì bằng nữa đúng không nhỉ? Đấy, bây giờ để mình thưởng thức nhá. Long Đen mời tất cả các bạn nhá. Đang quay video những con vật cho các bạn xem thì tự dưng lại có cái món này. Ấy xem nào. Ui, mát thế. Nhất là cái thạch này này, ăn nó cứ mềm mềm. Ui ôi, quá tuyệt vời luôn em ạ. Cảm ơn nhá. Tết xuống anh ăn cỗ nhá. Nó lại thơm thơm của cái đậu này nữa các bạn này. Thạch đen. Ừ. Đây phải đậu không? Thạch đen. Thạch đen mới đậu. Đây không phải là đường trắng đâu nhá. Đường gì? Đường đỏ, đường phên ngày xưa. Tức là gọi là đường phên cô ra từ mía mật đấy á. Ui, tuyệt vời quá các bạn, không nỡ đồng nào. Cái này húp cả bát thôi, ăn tục một tí vậy. Wow. Không cưỡng được luôn các bạn, không cưỡng được luôn. Mạt lạnh luôn. Đã cái thần đời. Thôi thế thôi. Đang thưởng thức cái món chè ngon quá, tự dưng lại nhìn ra đây lại có một cái điều rất chi là thú vị luôn các bạn này. Đây, mình sẽ cho các bạn xem một cái điều thú vị ở trên màn hình các bạn có nhìn thấy không? Đó, hình như là một cái tổ chim, bởi vì mình thấy con chim một con chim vừa đấy nó díu bố vào đấy. Rồi để bây giờ mình ra xem nào. Trời mùa hè, đi ra ngoài cái rồi mặc ngay cái áo vào các bạn. Mặc dù biết là mình đen rồi nhưng mà bảo vệ được tí nào hay tí đấy. Ây da. Đây đây đây. Là một tổ chim chính xác rồi các bạn. Là một chiếc tổ chim. Tại sao nó lại làm vào cái thời điểm này nhỉ? Sắp sửa cắt núi đến nơi rồi. Sắp sửa cắt núi đến nơi rồi nó vẫn còn làm như này thì chắc là không ổn rồi các bạn. Nhưng mà thôi, đời nó là vô thường mà, nó cũng không biết được đâu. Nếu mà nó biết thì nó lại chả là chim mà nó là người đúng không? Ui kìa, ui kìa nữa bà.
Ra xem cái này. Cái tổ chim này không kịp nữa đâu bỏ. Các bạn nhìn này, lúa này thì chắc chỉ độ tuần hoặc là 10 ngày nữa là cắt được. Thì cái tổ chim này làm sao mà kịp được, kịp đi được. Đây là mình vẫn nghi là cái con bố mẹ của nó ở kia. Khi mà con nó truyền rồi cái là nó lại làm luôn ra đây này. Cái giống chim này nó nhanh sinh sản mà. Chưa có, à một trứng, một trứng. Một trứng này các bạn này. Được một trứng rồi. Thế này cũng không kịp rồi em ơi, thương ghê. Đây được một trứng rồi này. Các bạn có nhìn thấy không? Vướng vướng nhỉ. À một trứng này mà. Đúng là đời là vô thường vậy. Thôi thì mình cũng không can được nó các bạn ạ. Kệ nó, tự sinh tự diệt cuộc sống mà. Ở trong một cái thế giới mình gọi là sinh tồn thì nó là tự sinh tự diệt. Bởi vì là khi mà cắt núa ở đây ấy, là người ta sẽ cắt máy, người ta chạy tràn qua chứ người ta không cắt tay đâu. Nếu mà cắt tay thì chắc chắn là nếu như mình có gặp thì bảo người ta bớt lại cho cái tổ chim. Thế nhưng mà cắt máy thì không làm gì được. Thôi cứ đành theo dõi đến giây phút cuối vậy. Mong sao là chúng nó kịp. Còn thì cái điều 98% là không kịp của các bạn. Đấy, tiếc thật đấy nhưng mà không làm gì được. Nói về chim một cái à, thế là lại nhớ ngay ra là anh Bịp, ba anh Bịp đây. Ở trong này thì con chí của mình ấy là nó cứ nhảy vào trong chỗ mấy con Bịp này nó nằm là khôn lắm. Oai cà cà. Anh Bịp. Nào, cho anh Bịp ăn nào. Hôm nay là vỡ lông rồi đấy các bạn này. Chính thức là hôm nay là vỡ lông này, đẹp không này. Đấy, nhưng mà cái kiểu chim non ấy nó vẫn có kiểu cái lông của nó cái màu sọc này này. Nhưng mà mình vẫn quyết định rồi các bạn là nếu như mà nuôi được khôn lớn là mình thả ra như gà thôi. Đấy. Ôi trời ơi. Cứ thả nó ra như con gà. Nào. Nuôi mình phải nói sao nhỉ? Nào em ơi. Đây. Há miệng. Chi. Thả ra như gà thì nó vui. Con nào có duyên thì ở, mà chả có duyên thì thôi. Nào, há miệng ra. Há miệng ra anh bón cho. Nó nghe thấy tiếng con gà ở ngoài kêu ấy. Nó cũng hoang hoảng ấy. Bíp. Ôi giời, kia kìa. Con này này, con này chửi được miếng nào này. Ê giời ơi. Hết rồi. Nào. Mình nói sao nhỉ? Phải nói rằng là có một chút, úi dù, xấu hổ quá. Có một chút mát tay. Nói chung là nuôi được nó từ lúc mà bóc trứng ra đấy các bạn. Mà thực sự là bóc trứng thật. Là nhiều các bạn chưa xem video của mình thì chưa biết. Nhưng mà hôm nay thì mình cũng kể thêm một đoạn một chút xíu này. Ở đây các bạn nhìn này, sờ nó cái nó có một cái phản ứng này. Là cái con Bịp này. Bởi vì là nhiều các bạn cứ hỏi là mình bắt về hay là như nào ấy. Nhiều các bạn không biết là em mình nó đi đánh cá. Nó gặp cái tổ Bịp này. Thế là nó bắt được 4 quả trứng về. Thì một quả nó bị vỡ, còn 3 quả thì nói chung là nó gần nở rồi. Thì là mình cho vào ấp. Thì là ấp được 2 hôm, thì là lở luôn. Đấy, thế nuôi ba bạn ấy từ ngày bấy đến giờ ra. Nó nghe từ âm thanh lạ cái là nó rúc hết các bạn này. Đây, chân tay loài ngoèo chưa, to chưa. Ấy mổ ấy. Mổ ấy, đã biết mổ các bạn này. À nhanh nhỉ. Nếu như cái dòng chim trà mào khác là tầm này là không biết được mổ đâu. Vẫn còn phải nớn lên rồi, đứng lên rồi, bấu cầu rồi vẫn còn phải bón. Thế nhưng mà bạn này là biết là mổ luôn rồi nào. Chị đi ra không đè vào người bây giờ. Nhục lắm. Nhớ Bịp Bịp chứ. Người bằng con chim gì vào đây nó đè cho cái thì. Ấy xa. Em khuyên tự dưng lại hí hí chẹt chẹt cơ. Thời tiết này nắng mà níu ác. Hí hí chẹt chẹt á. Hí hí chẹt chẹt chẹt. Con này của mình pha chè mà. Nhiều các bạn không xem video của mình nhiều thì mình không nhớ. Con này là của mình là ngày xưa nhân nó tặng mình ấy. Sau mình cho líu chè. Líu chè nhưng mà không được. Nó chỉ pha chè thôi các bạn. Nhưng mà từ ngày có bạn mới đến giờ, thả chung con mái vào đây đến giờ là nó không có líu nữa đâu. Nó thi thoảng lắm là mới níu. Còn con này nó là con thuần đấy. Con này nó cực kỳ thuần luôn này. Thôi ở đây nhá.